Bên này đây là những chậu cây hoàng thảo đùi gà hàng rừng đột biến màu trắng tinh rất là đẹp đây các bác nhìn này. Hoa của nó là hoa chuẩn đấy ạ. Em hứa với các bác từ tháng 7 năm ngoái cơ để có trả hàng cho các bác vì có rất là nhiều bác đặt hàng để em thuần cho. Đó nha bây giờ thì mới có để em chia sẻ cho cả nhà. Thì số lượng em thảo có khoảng 20 chậu thì em đã có các bác đặt đi là 12 chậu rồi em thảo còn có 8 chậu để em bán chia sẻ cho cả nhà thôi. Đây là những cái chậu của nó các bác nhìn này, từ uh, mấy thân này mấy thân đây luôn này, có nhìn đang có hoa chi chít, chuẩn luôn mà hiện tại đang bật mầm gốc này. Đó, mỗi mỗi chậu của nó ít nhất từ hai mầm gốc đã bật luôn. Bây giờ là mùa xuân thì các bác mua về là vừa ngắm hoa vừa làm giống luôn các bác nhá. Đây. Đây này, từ tay các bác nhìn đây. Đó, đây. Em bán 150 000 nghìn một thân hai năm trước. Đó. À, em tách theo thân nhưng mà bây giờ rất là ngại luôn Em bán giá chia sẻ cho cả nhà vì nhiều hàng quá đó thì em sẽ bán là 750 000 một giò như thế này. Bác nào mà muốn xem từng giò thì em có thể quay qua Zalo hoặc là xem em thảo livestream vào lúc 8 giờ thì em thảo sẽ quay từng giò cho các bác nhé Nói chung là giò nào nó cũng có hoa hết các bác nhá. Đó từ 5 thân, 6 thân trở lên các bác nhìn này. Đó và từ hai mầm gốc trở lên các bác nhá, xinh lắm. Nói chung là những cây này rất là đẹp. Em bán giá chia sẻ là có rưỡi thôi Một cái chậu đẹp như này các bác mua ở trên thị trường Ít nhất là tầm từ 1 triệu cho đến một triệu rưỡi Đó các bác có thể sưu tầm giá thoải mái Đó đây là hàng các bác đặt nên là em có làm dư ra một vài chậu Để em bán giá chia sẻ thôi Chứ hàng này không có nhiều đâu các bác nhé Đó mà cái đặc biệt là cái hàng này có thể là nhân kỳ Và nó phát triển rất là khỏe đây này, đang đang bật vòng gốc này. Mà đặc biệt là mùa này là mùa xuân nữa này các bác mua vào mùa này là vừa chơi hoa vừa làm giống luôn nhá. Em thảo bán 750 một chậu. Bác nào mà mua hai chậu trở lên em thảo sẽ miễn phí ship. Nói chung là cái dòng này thì không phải chê vào đâu được luôn bởi vì hoàng hàng rừng đột biến. Hoa của nó là hoa đã nở. Đó, đây các bác nhìn này. Đây, bán theo thân nhưng mà giờ em bán theo chậu có 750 một chậu thôi. Là bác nào yêu mến thì có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là em sẽ quay qua Zalo cho người xem nhá các bác nhá. Đó, đây.